Hello, xin chào mọi người. Sắp đến Tết rồi, không biết là mọi người đã chuẩn bị được những gì rồi nè. Mình đoán là trong khoảng thời gian này thì chắc hẳn là mọi người vẫn đang sắm sửa quần áo son phấn, giày dép tất tần tật những thứ cần thiết, và đặc biệt là tranh thủ thời gian rảnh để đến tiệm làm tóc, nối mi, làm nail rồi này nọ. Mình nghe ở đâu đó có câu nói là ăn Tết có vui hay không còn phụ thuộc vào thợ làm tóc. Quả thật câu nói đó rất là đúng luôn đó các bạn. Bởi vì nếu mà mình may mắn á, mà mình gặp phải thợ có tâm, có tay nghề tốt á, thì có một quả đầu đẹp để đi ăn Tết thì quả thật là rất là vui rồi. Còn nếu mà xui quá, mình nói trường hợp là xui luôn á, và gặp phải thợ tay nghề yếu kém mà còn không có tâm nữa, trời ơi, làm xong cái quả đầu mà như cái ổ rơm á, thì không thể nào mà vác cái mặt nó đi ăn Tết được. Chắc chắn là Tết chỉ có ở nhà thôi. Không biết là trong số những bạn đang xem video ở đây thì đã có bao nhiêu bạn gặp phải cái sự cố làm tóc mùa Tết giống như vậy rồi. Mình đã từng trải qua rồi cho nên là mình thấu hiểu cái cảm giác đó. Trời ơi, thật tình luôn, Tết một năm có một lần thôi thì mình phải sửa soạn sao cho đẹp chứ, đúng không? Đâu có ai mà muốn xấu đâu. Cho nên là bây giờ thì mình đã rút ra được kinh nghiệm rồi, và mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm tóc đó đến với các bạn. Mình không phải là thợ làm tóc, nhưng mà mình là một đứa mà gọi là mê làm tóc, mê nhuộm tóc đồ này nọ. Cho nên là mình cũng rất là hay đến tiệm làm tóc. Nhưng mà dạo gần đây thì mình không có đến tiệm nữa, mình tự làm tại nhà luôn. Gặp những cái trường hợp mà ví dụ như duỗi tóc hay là uốn tóc rồi này nọ mình không thể tự làm được thì mình mới đến tiệm thôi. Còn hầu như là nhuộm tóc đồ thì mình tự làm ở nhà được. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý với các bạn là trước khi quyết định đi làm tóc thì bạn phải chọn được một nơi làm tóc có uy tín hoặc là một người thợ có tay nghề cao. Bởi vì sao? Không phải bất kỳ người thợ làm tóc nào hay là salon làm tóc nào cũng có tâm và có tầm đâu. Thật sự là mình thấy có rất là nhiều người mặc dù là không có năng khiếu, không có mắt thẩm mỹ nhưng mà họ vẫn làm trong ngành tóc. Có thể là họ nghĩ là ngành này dễ kiếm tiền hay sao đó, cho nên là vẫn cứ làm thôi. Đó. Cho nên ví dụ như làm những kiểu tóc đơn giản thông thường thì họ vẫn làm được tốt thôi. Còn với những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là nhuộm tóc màu nổi bật rồi, hoặc là cần xử lý tóc, khử tóc, tẩy tóc đồ này nọ thì họ lại không xử lý được. Đó, và cái kết quả thì các bạn cũng biết rồi đó, những vị khách hàng thượng đế giống như các bạn thì sẽ là người chấp nhận cái hậu quả đó. Có thể nói là hiện nay do nhu cầu làm đẹp cao cho nên là rất là nhiều các salon tóc mọc lên như nấm luôn, và mình sẽ rất là bối rối khi mà chọn lựa một cái nơi uy tín chất lượng. Hiện nay thì mình thấy trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok có rất là nhiều cái salon tóc cạnh tranh nhau cực kỳ khốc liệt luôn, phải nói là bóc phốt nhau từng ngày luôn đó. Thì mình thấy ở trên Facebook hay có chạy quảng cáo những cái combo uốn duỗi nhuộm 399k, 599k, đủ thể loại cả. Và khi mà bạn bấm vào để nhắn tin được tư vấn thì nhân viên sẽ tư vấn cho bạn một cách rất là nhiệt tình, kiểu thu hút, rồi nào là thuốc tốt, rồi giá rẻ đồ này nọ. Và khi mà bạn đặt lịch thì bạn tới tận nơi để làm á, thì lúc đó thì họ sẽ tư vấn cho bạn một kiểu khác là tóc của chị dài cho nên là giá khác, hoặc là những cái combo đó không thích hợp với tóc của chị, tóc của chị cần phải phục hồi rồi cần phải nhuộm thuốc khác tốt hơn, rồi đại loại là vậy, để họ tăng cái giá tiền lên. Đó là chiêu trò của những salon làm tóc, cho nên là các bạn cần phải hỏi thật là rõ để tránh trường hợp mình ỷ y, mình cầm ít tiền tới rồi hả, tới đó người ta lại phán lên rất là nhiều tiền thì mình lại không có đủ tiền để làm, đi về thì khó xử mà ngồi lại làm thì lại phải ngậm đắng nuốt cay, kiểu như mang một cú lừa vậy đó. Tình hình chung là nhiều bạn đến một salon nào đó để làm tóc thì sẽ mong muốn được anh A chị B hoặc là sư phụ của tiệm đó làm tóc cho mình, nhưng mà thực tế thì lại khác, người ta sẽ có những cái lý do ví dụ như là anh A chị B đang bận không có ở đó, hoặc là những cái lý do ABCD gì đó, và sẽ có một người thợ khác được chỉ định làm tóc cho mình, và mình sẽ không thể biết được là tay nghề của người thợ đó có thật sự ổn hay không. Kiểu như là bây giờ là phải bỏ mặc cho số phận rồi đó. Tóc chỉ đẹp khi còn ở tiệm, các bạn có biết lý do tại sao không nè? Ở đây thì mình sẽ cho bạn hai lý do. Lý do thứ nhất đó chính là lỗi của thợ làm tóc khi mà khách họ yêu cầu thực hiện một kiểu tóc nào đó, ví dụ như là một kiểu uốn tóc đi ha, thì người thợ sẽ bắt đầu tiến hành những cái công đoạn uốn, và trong quá trình đó thì không biết là sai sót chỗ nào đó thì mình không rõ, thì cho ra một cái kết quả là một mái tóc uốn không được như ý của khách, thì lúc đó là thấy hơi kỳ kỳ rồi, mà không biết phải đính chính như thế nào với khách, thì cứ nói đại là cái kiểu này thì nó uốn ra như vậy thôi, nhưng mà về nhà thì mình dưỡng rồi mình thực hiện các kiểu chăm sóc tóc rồi này nọ thì nó sẽ ra cái kiểu uốn của mình đó.
và khi đó thì có thể là họ sẽ chữa cháy bằng cách là sử dụng máy sấy để uốn lại cái kiểu tóc đó cho các bạn, tạo ra cái nếp tóc khác và sử dụng thêm cả những cái sản phẩm chăm sóc tóc, dưỡng tóc ngay tại đó. Thì khi đó thì bạn sẽ thấy là cái kết quả này thì kiểu tóc nó ra cũng đẹp, nó cũng ok đó. Và khi mà mình về nhà rồi, quan trọng nhất là khúc này mình gội đầu ra rồi thì mái tóc của mình nó bị xù bung lên và kiểu nó không thể tưởng tượng được là sao mà nó lại khác xa so với cái mong đợi của mình như vậy. Thì lúc đó là bạn biết được rằng là bạn đã phải ngậm một quả đắng rồi. Và lý do thứ hai mà mình muốn nói tới ở đây thì chắc là sẽ có kha khá bạn chột dạ, bởi vì lỗi là thuộc về bạn đó. Bạn đã chọn một kiểu tóc, ví dụ như là kiểu tóc uốn hoặc là kiểu tóc nhuộm tẩy, thì bạn phải xác định được là mình sẽ cần phải bỏ thời gian ra để chăm sóc tóc, để tạo kiểu tóc và giữ nếp tóc đồ này nọ. Nhưng mà bạn lại làm biếng, bạn không thực hiện theo những cái hướng dẫn của người thợ làm tóc, hoặc là bạn bỏ qua cả những cái bước chăm sóc tóc hàng ngày đó. Thì khi đó bạn sẽ không thể nào mà có được một cái kiểu tóc đẹp giống như ngoài tiệm được. Bởi vì ngoài tiệm người ta đã thực hiện hết những cái bước dưỡng tóc, những bước chăm sóc tóc và tạo kiểu cho bạn rồi. Đó là điều tất nhiên, bạn muốn đẹp thì bạn phải đánh đổi một chút thời gian và công sức chứ. Về vấn đề khi nhuộm tóc màu lên chuẩn hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là màu tóc ban đầu trước khi nhuộm của bạn là màu gì. Thì nếu mà nhuộm cùng một cái màu nhuộm đó nhưng mà tóc của bạn là tóc đen hoặc là tóc vàng và tóc tẩy thì nó sẽ lên màu khác nhau, không thể nào mà giống nhau được. Và còn cả về chất tóc của mỗi người, tóc khỏe, tóc yếu hay là tóc đã qua hóa chất thì nó sẽ khác nhau nữa. Và đồng thời thì khi mà bạn nhuộm những cái màu độc lạ thì thông thường người thợ sẽ phải pha giữa những cái màu nhuộm khác nhau lại để tạo thành một cái màu mới, hoặc là sử dụng màu nhuộm nó không đúng cái tông thì nó cũng sẽ không lên được đúng cái màu mà bạn mong muốn. Những bạn thích nhuộm các màu tóc lạ, những màu tóc sáng mà đẹp đẹp á, thì các bạn phải chấp nhận là nên tẩy tóc đi, vì không tẩy tóc thì không thể nào mà lên màu chuẩn đẹp được hết á. Và nhưng tiện đây thì mình cũng nói luôn là tẩy tóc và nâng nền thì nó cũng gần tương đương như nhau thôi, cũng không có gì khác nhau cả. Chẳng qua là khi mà nghe cái từ nâng nền thì mình sẽ cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn so với cái việc tẩy tóc. Nhưng mà thật ra thì nó cũng đều là một cái thao tác mà giúp làm mất đi cái màu tóc gốc ban đầu, nâng cho cái nền tóc nó sáng hơn. Thì như vậy nó cũng sẽ làm cho tóc của bạn bị khô, bị hư hơn so với ban đầu rất là Đó nhiều. là mình cân nhắc với các bạn về việc muốn nhuộm tóc chuẩn đẹp thì phải như thế nào. Còn nếu mà các bạn cố chấp nhuộm tóc thì cũng nên hiểu rằng là tóc của mình sẽ không thể nào lên màu chuẩn được. Ví dụ như nó lên được tầm khoảng 60-70% thôi thì cũng đã quá là đạt rồi. Đừng nên trách thợ làm tóc, rất là tội người ta. Nói đi thì cũng phải nói lại, có nhiều thợ làm tóc cũng điêu lắm, thực sự là không có tâm. Khi mà khách hàng họ hỏi là tóc của em có thể nhuộm được cái màu nhuộm này không, hoặc là tóc của em đã tẩy rồi thì em có thể uốn hay là có thể duỗi gì được không, thì mặc dù là người thợ làm tóc đó không chắc chắn về kết quả nhưng mà vẫn cứ với khách là làm được. Rồi sau khi mà khách làm xong nhận cái hậu quả thì lại bắt đầu là đổ thừa, tại tóc của bạn như thế này, tại tóc của bạn thế kia cho nên là kết quả không có được như ý muốn đó. Thật sự là mình thấy có rất là nhiều người thợ như vậy luôn á, không biết sao mà lại không có tâm như vậy, thực sự là chỉ muốn làm để lấy tiền của khách thôi chứ không hề nghĩ đến hậu quả. Thay vì các bạn cứ phải ngồi miêu tả cho người thợ làm tóc là cắt tóc phía sau của em thế này, cắt tóc phía trước như thế kia, hoặc là nhuộm màu xanh, màu vàng hoặc là màu màu đồng đồ này nọ, thì nó sẽ có rất là nhiều các tông màu khác nhau. Mà khi mà bạn miêu tả như vậy thì người thợ làm tóc người ta sẽ rất là lúng túng và không thể nào mà xác định chính xác được là cái kiểu tóc mà bạn đang miêu tả nó như thế nào. Cho nên là khi mà thực hiện thì họ cũng chỉ hình dung đại loại là nó như vậy thôi, cho nên không thể nào mà ra được một cái kết quả như ý muốn của bạn được. Đó cho nên là việc sử dụng hình ảnh cụ thể để đưa cho người thợ làm tóc xem nó rất là quan trọng trong việc là bạn có được một mái tóc đẹp như ý hay không. Nhân tiện thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn đôi chút về việc nối tóc. Không thể phủ nhận là khi mà nối tóc thì mái tóc của bạn sẽ trở nên đẹp hơn, dày hơn, bồng bềnh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì chi phí nối tóc cũng khá là cao. Tùy vào độ dày và độ dài của mái tóc mà bạn muốn nối thì sẽ có chi phí dao động tầm khoảng vài triệu đến cả chục triệu. Đó là chưa kể còn tốn rất là nhiều thời gian trong việc chờ đợi nối tóc, có khi là phải ngồi còng xương sống, cóng xương sườn cả ngày trời ở tiệm làm tóc mới xong luôn đó. Và cứ khoảng 2-3 tháng thì lại phải đi nâng mối nối một lần, bởi vì chân tóc mới ra nó sẽ đẩy cái phần tóc nối dài xuống.
Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các vấn đề bất cập khác, ví dụ như là trong việc gội đầu, mình không thể gội sạch da đầu giống như thông thường được vì không thể cào sát vào bên trong. Và khi mà sấy tóc thì nếu mà sấy nóng quá, kỹ quá thì nó sẽ dễ ảnh hưởng tới cái phần chỉ nối bị bục ra, lộ cái lõi bên trong. Hoặc là nếu mà bạn sấy mà còn ẩm á, lâu ngày cái phần chân tóc nó sẽ bị nắm, gây ngứa ngáy khó chịu. Còn nếu mà bạn nào bị gầu á, thì cái phần gầu nó sẽ bị đọng lại ở cái phần chân tóc, nó bị trắng lên nhìn rất là dơ. Nhiều bạn khi nối tóc về không quen, khi nằm ngủ bị cấn tóc khó chịu quá, vài ngày sau lại ra tiệm tháo luôn tóc nối ra vì không chịu được. Còn những bạn nào giữ được tóc nối lâu thì một thời gian sau những cái tóc thật của mình nó cũng sẽ bị rụng dần dần và nó lộ cái phần chân tóc trắng ra. Như các bạn thấy thì việc nối tóc cũng không hề đơn giản một tí nào, cho nên là nếu có thể thì mình hãy cố gắng tự chăm sóc tóc thật của mình để cho tóc dài, dày và đẹp. Hiện tại thì mình đang sử dụng viên uống biotin này để kích thích cho tóc mọc dài hơn, nhanh hơn và chắc khỏe hơn. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn đặt mua thì có thể liên hệ địa chỉ Facebook của mình là Nhung Long nha. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong việc làm tóc. Hy vọng là các bạn sẽ có được một mái tóc đẹp như ý để ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới nha. Bye bye!